Bây giờ anh sẽ mở món đồ đầu tiên. Bữa anh order món này đến đầu tiên đây. Thấy không? Địa chỉ nè. Rồi. Đây đi nha. Đây là cái Dandy Skates màu mới nhất cho iPhone 5. Dandy Skates com. Rồi xong. Hôm nay không còn gì nữa. Xong, đó là món quà đầu tiên cho anh.